Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chính phủ xác định 5 trụ cột phát triển thủ đô Hà Nội bao gồm: văn hóa và di sản, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đồng bộ, hiện đại có tính kết nối cao, xã hội số, kinh tế số, đô thị thông minh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung quy hoạch thủ đô Hà Nội đã thể hiện tư duy, tầm nhìn mới, phù hợp với định hướng phát triển của chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, phát huy vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển cho các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh 5 trụ cột phát triển thì có 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển vùng thủ đô, bao gồm bảo vệ môi trường, giao thông, phát triển đô thị, nông thôn, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh an toàn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực. Quy hoạch thủ đô đã được xác định nhiệm vụ về môi trường là nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết triệt để ô nhiễm các dòng sông, làm sống lại hình ảnh dòng sông xanh sạch gắn liền với văn hóa lịch sử thủ đô, xử lý ô nhiễm môi trường không khí và giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ.